chạy chạy. Nặng lắm. Tần gái. Nhiều vãi trường. Nhưng nó đang đi mà cắn chết. Ui xong rồi. Con người ta nhau ở cái đầu như thầy. Kiểu ăn cá mồi. Làm việc bằng đầu óc. Đỡ chân tay. Không còn cứng đầu. Ui vai trường. Đầy chậu. Điều vãi. Mưa lũ xong rồi nó tụ hết lại là nhất. Đấy mình đoán ngay mà. Mình biết tổ. Biết tổ người ta đánh cua ở đây mà. Đây á. À đưa kìa. Ý ta có công của mình rõ rõ.
vẽ. Chưa điều tra rõ. Vẫn còn lợn mợ bắt mấy con tiếp chiêu kìa. Đây cua này, con cua càng to con đại bác thân chủ này. Nếu kiểu càng cua như cha luôn. Bắt ở đâu? Bắt ở ruộng ấy. À dừng, bắt dưới suối ấy. Điều lắm. Ôi, xô, giống kinh quá. Đấy, con ơi. Làm món gì nữa rồi? À đây. Ok, thôi được rồi, hôm nay coi như ta bỏ 200.000 ra để... Bỏ càng rồi. Hả? Bỏ càng rồi. Coi như ta lỗ mất 200.000 rồi. Được món ngon rồi được. Hôm nay mình sẽ làm món... À, cua răng muối. Cua răng muối đầy quá. Được rồi. Chắc là món không món cua răng ớt. Cua răng muối. Đi. Để đi, không tốn đi. Thế làm gỏi cua đây. Gỏi gì? Ơ mà cua này là cua của em chứ cua của anh à? Cả ai biết đấy. Nhưng mà anh phải trả em nửa cua nữa xong rồi em đưa tiền. Sau khi anh em mình lọc sạch bây giờ phải lọc bỏ mấy con to mình. Thế nên là mình phải... Đấy. Bóc bỏ luôn cái này đi nhỉ. Bóc làm gì? Con to. Ăn được cua. Cua răng muối là người ta phải bóc bỏ cái dưới này. Nhưng mà cua của anh em mình khá là nhỏ. Thế lại lọc bỏ mấy con to rồi. Nhưng mà chưa tất cả con. Chơi cả con luôn. Không phải bọc. Ăn mất chất. Mất chất. Mà nhỉ. Anh này. Sao? Cho em ăn nhiều. Mày ăn 2 lít à. 2 lít của tao rồi. Thế nhưng mà cười. Đấu rồi chứ đâu. Đấu rồi. Không mà thèm tìm mà. 2 lít. Ngon. Ngon không? Anh biết em lấy đâu không? À, chưa đủ rau vào, nồi lửa lên. Nói chung là 2 lít rồi, nó bị thừa. Cua đá này. Cua đá này. Anh cho cái bột gì chẳng nếu đấy. Bột bột răng cua. Răng cua. Em làm gì, con làm gì. Để bột nào. Răng gà. Từ. Tay tao mẹ. Ê, mày đảo lên đi. Tao đang làm đi. Tay tao đổi. Tao để lại cái đá để chơi. Hết rồi, đi chơi đi. Đấy. Chưa xong rồi. Bỏ luôn nhá. Đã đỏ. Ôi, em ăn con càng to. Đó đừng có lượt ơi, con này này. Nhanh chín thế. Làm không. Anh biết đấy, em lấy được cái này. Làm gì đã chín. Chưa chín đâu anh ơi. Anh còn chưa cho giáo vị. Chưa. Làm gì đã chín chưa cho giáo vị. Chưa có đồ gì cả. Thơm nhỉ? Tươi không? Giòn không? Tùng đẹp không? Tươi không? Ê! Em còn ăn con bạch tạng rồi! Cái gì? Bạch tạng! Ừ, cua bạch tạng, cua bạch tạng. Ui vãi! Sao hôm nay em nhìn không thấy con nào, sao bây giờ lại có nhỉ? Thế em không để lại mà nuôi. Ồ, phí vãi! Cua bạch tạng, nếu ăn thử cua bạch tạng thì... Mày vào lấy tỏi đây, bây giờ bắt đầu chiên tỏi đã. Tỏi á? Ừ. Đâu? 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 Ở đâu ấy nhỉ? Được cả cái gì đây? Hả? Mấy bạn?
đỏ. Con ấy. Ừ. Còn chưa, còn chưa. Em phải làm đủ món cho cái con cua bạch tạng này. Nhớ em thử thức anh ăn mất con đèn rồi nhé. Đây là cái mâm, cái mâm đây chuẩn bị nhé. Em thử một con cua đỏ. Tôi chết rồi, tao quên mất cách làm thế nào đấy. Không đau đâu nhỉ. Xả đấy nhỉ. Đợi thơm. Tỏi với xả nấu với nhau được không nhỉ? Tạm quên bài. Không phải ăn cả đâu. Thế thì lại cho uống vào đảo tiếp. Anh thân nó béo kinh lắm mày. Ngon không? Ngon. Gì chưa? Anh thân nó mới ngon chứ. Đang làm gì ăn cũng ngon, cũng ngon hết. Rồi. Lấy cái mâm ra đây. Đưa đảo đã bảo lấy ra rồi. Đưa đảo, đặt đưa đảo. Được, không ăn được. Ăn được. Đưa cháu anh nữa. Anh không biết nấu thật ra em nữa. Mà. Đưa ông nội ạ. Mẹ, ông nội tặng với em đây này. Anh đi đâu đi rồi? Anh cứ chung gạo đi anh. Làm gì đã chín? Anh đừng, làm gì đã ngấm? Ngấm rồi. Thì đâu có bạch tạng nữa đâu. Bạch tạng đâu rồi? Ô sao nó lại nhân giống ra một con mẻ bé nữa này. Trời nữa này, nhiều quá. Con này là con của em này. Bạch tạng đi con ơi. Lấy bạch tạng này. À, chạy nhá. Bạch tạng đâu? Ừ. À, ok. Ủa bạch tạng của em đâu? Đấy, nữa. Thì con đi ra dẫn. Anh chắc cái này có làm gì? Mùi. Đây mùi à? Ừ. Điều. Ôi, bạch tạng em đâu? Đấy, rồi ok. Đây, tay quay. Chán. Không còn à? Vừa cháu kịp rửa tối mọi người. Để em ăn thử, ăn miếng tỏi để chấm nhá. Mà thật ra mình không biết làm món này lắm. Cứ quên hết cả quá trình làm. Mới không bắt được. Anh, mời tất cả các bạn này ăn con cua bạch tạng này. Tất cả mọi người nhé. Bạch tạng này thôi không? Ngon lắm, béo. Ăn thử đi. Giòn. Cắn. Đây, con cua là phải cuốn cái lá này này. Mọi người biết lá gì đấy không? Không á. Không. Nhầm. Lá lốt. Con cua bạch tạng của em ngon cực. Con nào cũng ngon. Ăn cả thế này cũng ngon. Con lá lốt vào. Không. Cái tảng sao? Này như vậy quấn quấn một cát nữa. Ừ? Quấn một cát. Cái chân gì đấy? Quấn gì người táo? Cái quả thì xuống miền Bắc. Thôi, bỏ bị bỏ lâu ở đây mà làm người. Điên à? Người ta gọi là chơi ít nước về nhà mà. Ai chà. Ôi trời ơi. Đâu? Con không có bạch tạng đâu. Bạch tạng á? Đấy. Đâu đây, đây con này bẩn bẩn bạch tạng. À, đây là giới thiệu các bạn ăn cách ăn cảm cua to ăn giống kiểu con tôm hùm Alaska. Đây là cảm tôm hùm Alaska. Đó, đây là con cua hàng đấy. À đâu, cua Cà Mau. À, cắt à. Bẻ ra. Bẻ ra đấy, chít chít rồi. À, bố sủng. Mình cảm giỏi. À, nhìn chít nó mini rồi. Đấy. Đấy, mày phải ăn kèm như thế này đấy. Em tìm cái cặn cua to của em. Lốt đấy. Em đang cứu con cua to đùng mà nó chơi mất, chạy mất rồi. Ui!
Cổ điên. Hát bệnh ung thư. Ai xa. Càng to nhất ở đây. Xin cái cái. À. No. No no no. Càng to đúng không? Ngon chưa? Giòn. Quan trọng là để nấu đi. Ăn cua này tốt cho canxi à? Canxi. Canxi á. À?